Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình đi làm là gặp một tổ ong rùa nha các bạn. Tổ ong rùa này ở lỗ ca nhá, là đang ở trên cái ca mình này, các bạn thấy không? Tổ này thì vẫn còn nhỏ hơn tổ bữa trước mình phát hiện đấy. Nhưng mà tổ này mình thấy có vẻ là cái mật của nó nhiều hơn nhá. Vì hôm nay mình cũng đi cắt cành thôi, nhưng mà mình cũng phát hiện ba tổ này. Mình chia sẻ cho các bạn biết là mình thấy tổ ong ruồi nha các bạn. Nói chung ấy, tổ ong ruồi này nó không không dữ đâu các bạn nhé. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem đây. Đây các bạn. Tổ này thì đông hơn tổ bữa trước nhá, nó dài tận dưới luôn đây. Đây các bạn nhá. Mình thấy tổ này là chắc chắn nó nhiều mật hơn này. Đây cho các bạn xem đây. Đấy, nói chung thì ong ruồi này á thì mình thấy ở khắp mọi nơi nha các bạn. Mình thấy như chỗ nào cũng có. Đặc biệt là mấy cây cà nằm mà rậm rậm ấy thì cũng có nhiều, và mấy chỗ nào ấy có bụi rậm ấy nó cũng ở nhá. Đây các bạn, thấy không? Ong ruồi đây. Các bạn thấy không? Mình đang tìm con ong chúa, con ong mà vé chúa này, ong ruồi chúa này mà chưa thấy đây. Và bây giờ thì hiện tại thì mình chưa dám để moi mắt nó ra, bởi vì cái này mà người đụng vào thì nó mới hung dữ thôi nha. Còn bình thường thì mình thoải mái ở bên cạnh nhá, không sao đâu. Đây bây giờ nó đang có mật rất là nhiều đây, chỗ mà nó đang bu nhiều ấy là toàn mật của nó. Còn ở bên dưới này thì cái miếng kia để nó để thêm con mẹ đó, mấy con để mà nó để thêm ấy. Nói chung thì tổ này thì nó chưa tách đâu nha các bạn, mình còn thấy còn khá đông đây các bạn em, còn khá đông, cho nên là nó chắc chắn này, hết đợt này chắc chắn nó sẽ tách nhá. Đây bạn em, đó là mình sẽ làm video về bắt tổ ong ruồi này nha các bạn. Giống như bữa trước mình làm video đấy, cũng tìm thấy tổ ong ruồi và mình cũng bắt nhá. Và tổ này cũng thế. Bởi vì tổ này bây giờ đang có mật rất là nhiều, mình sẽ nó nào rảnh mình sẽ bắt nhá. Sẽ lấy cái mật của nó và mình sẽ tìm con ong chúa, con ong ruồi chúa nhá. Đây bạn em. Nói chung là nó bảo vệ cái tổ của nó, cái mật của nó rất là chắc chắn nhá. Và con thì cũng nó cũng chia ra con đi tìm mật, con thì bảo vệ nhá. Đây các bạn thấy không? Nhìn rất là thích luôn. Nhưng mà các bạn này làm các bạn đừng động vào nhá, động vào thì nó cũng sẽ bay ra để đốt người nhá. Còn mình thì không dám động tới đâu. Mình chỉ quay cận cảnh cho các bạn xem thôi nhá. Đây các bạn. Đấy mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Đây là chính xác là tổ ong ruồi nha các bạn. Người ta nói là tổ ong ruồi này ấy, thì nó không bao giờ hung dữ đâu. Dù nó có mật nhiều hay ít mà mình thấy thì có video kia mình cũng đăng lên, nhưng mà mình vào xem thì mình đụng vào cho nên nó bị nó hung nó dữ ấy, là bị nó đốt nhá. Còn bây giờ thì mình không đụng vào đâu, mình rút kinh nghiệm. Thôi vậy nha, video mình kết thúc tại đây đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mình sẽ bắt nhá, mình sẽ lấy cái mật của nó nhá. Chào các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video mình hay thì các bạn nhớ like và chia sẻ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo mình ra cho các bạn. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.